Chào các em học sinh thân mến, thầy Phan Nhật Tân, giáo viên trường Trung học cơ sở Chu Văn An, quận 11, giảng dạy bộ môn toán 7 và 9. Ngày hôm nay thầy sẽ dạy cho các em hai bài hình học 7, bài số 2 và bài số 3. Mời các em xem. Đầu tiên, thầy kể các em một câu chuyện. Đó là vào buổi trưa, trời nắng chang chang, 12 giờ trưa. Ánh nắng chói chang xuống nền đường là đường Hàng Đen. Một bạn học sinh ôm trái bóng ra sân. Bạn ấy đặt quả bóng ở vị trí A và tung một cú sút đến vị trí B. Như vậy, trái bóng đã đi một quãng đường AB. Bây giờ thầy chụp tại vị trí B của quả bóng. Với ánh nắng chói chang của ông mặt trời vào lúc 12 giờ trưa thì ánh nắng của nó sẽ chiếu thẳng góc xuống nền đường D. Thì lúc đó bóng của quả bóng ở vị trí B là điểm nào các em? À, như vậy chúng ta coi cái hướng ánh sáng, ánh nắng của mặt trời chiếu thẳng góc xuống đường thẳng D. Thì đây là vị trí của cái bóng của quả banh. Như vậy chúng ta có được cái bóng ở vị trí H. Người ta mới gọi H là hình chiếu của quả bóng ở vị trí B trên nền đường D. Còn quả bóng ở vị trí A sẽ có cái bóng in hình lên nền đường D là điểm nào các em? À, như vậy chúng ta cũng tưởng tượng cái phương chiếu của ánh nắng thẳng góc với ông mặt trời. Xin lỗi, là phương nắng chiếu từ ông mặt trời thẳng góc với mặt đường D. Thì nó sẽ cho chúng ta cái hình ảnh cái bóng của quả bóng là điểm nào các em? Thì ở đây chúng ta thấy, quan sát kỹ, chúng ta thấy cái hình ảnh, cái hình chiếu được chiếu bởi ánh nắng của mặt trời xuống quả banh in lên nền đường D chính là điểm A màu xanh đây. Như vậy đoạn đường di chuyển từ vị trí A đến vị trí B của quả bóng, đó là đoạn AB này, sẽ có hình chiếu là gì các em? Đó chính là, ta thấy rằng B có hình chiếu là H, A có hình chiếu vẫn là A. Vậy đoạn thẳng AB sẽ có hình chiếu là AH. Đó chính là kiến thức, là nội dung của bài học liên hệ giữa đường. Đầu tiên, chúng ta bước vào khái niệm đường xiên, đường vuông góc và hình chiếu. Bây giờ thầy lấy một cái điểm B không nằm trên đường thẳng D. Điểm A nằm trên đường thẳng D. Từ B ta vẽ một đoạn BH vuông góc với lại đường thẳng D tại H. Thì lúc này BH sẽ được gọi là đường vuông góc kẻ từ điểm B đến đường thẳng D. AB được gọi là đường xiên. Rồi, bây giờ chúng ta thấy B này sẽ có hình chiếu xuống đường thẳng D chính là điểm điểm H. Còn điểm A nằm trên D nó sẽ có hình chiếu là chính nó, như ví dụ hồi nãy thầy đã nêu. Đường xiên AB có hình chiếu là gì các em? B có hình chiếu là H, A có vật hình chiếu vẫn là A. Vậy đường xiên AB sẽ có hình chiếu là AH. Đó là khái niệm đường vuông góc, đường xiên và hình chiếu của nó. Bây giờ các em bước vào định lý. Bây giờ chúng ta bước vào định lý 1, mời các em quan sát ở hình số 1. Thì chúng ta thấy có điểm A nằm ngoài đường thẳng D, BC nằm trên đường thẳng D và AH là đoạn vuông góc từ điểm A đến đường thẳng D. Bây giờ các em xem cái phần tóm tắt sau. A nằm trên đường thẳng D, BC thuộc A không nằm trên đường thẳng D, BC nằm trên đường thẳng D.
AH vuông góc với D tại F. AH thì được gọi là đường vuông góc AB và AC là đường xiên. Thì bây giờ chúng ta có được đường vuông góc AH nhỏ hơn đường xiên AB và đường vuông góc AH cũng nhỏ hơn đường xiên AC. Thật vậy. Cái điều này chúng ta đã học ở các bài trước, đó là trong cái bài quan hệ giữa góc và cạnh đối diện, thì trong tam giác AHB vuông tại H, ta thấy cạnh đối diện với góc vuông là cạnh lớn nhất. Như vậy AB là cạnh đối diện với góc vuông H, vậy cạnh AB lớn hơn AH, điều đó có nghĩa là AH nhỏ hơn AB. Tương tự như vậy chúng ta cũng có AH nhỏ hơn AC. Thì qua cái hình 1 này chúng ta có cái định lý 1, đó là trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm đến một đường thẳng thì đường vuông góc là đường ngắn nhất. Rồi, thì như vậy các em quan sát lại cái hình một lần nữa thì chúng ta thấy từ điểm A chúng ta kẻ đường vuông góc AH và hai đường xiên AB và AC theo định lý trong các đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm đến một đường thẳng thì đường vuông góc là đường ngắn nhất, cho nên AH là đường vuông góc sẽ nhỏ hơn đường xiên AB và nhỏ hơn đường xiên AC. Đó là nội dung của định lý 1. Mời các em quan sát hình số 2. Thì lúc này chúng ta lại có một cái hình cũng vẫn là điểm A nằm bên ngoài cái đường thẳng. Và từ A này vẽ cái đường vuông góc AH xuống đường thẳng BC thì ta sẽ có được đường xiên AB có hình chiếu là HB và đường xiên AC có hình chiếu là HC. Thì bây giờ chúng ta xem xét cả hai cái hình. Bây giờ tập trung quan sát lại hình 1 thì đường xiên AB có hình chiếu là HB, đường xiên AC có hình chiếu là CH. Thì người ta mới nêu ra một cái định lý, đó là trong các đường xiên kẻ từ một điểm đến một đường thẳng, đường xiên nào có hình chiếu lớn hơn thì đường xiên đó sẽ lớn hơn. Tụi con coi cái phần tóm tắt như sau. Đường xiên AB lớn hơn đường xiên AC thì hình chiếu của đường xiên AB là BH sẽ lớn hơn, và ngược lại, nếu như hình chiếu BH lớn hơn hình chiếu HC thì đường xiên AB sẽ lớn hơn đường xiên AC. Còn nếu như đường xiên AB mà bằng đường xiên AC, quan sát cái hình số 2, hai đường xiên này bằng nhau thì hai hình chiếu nó bằng nhau và ngược lại. Đó chính là nội dung của định lý 2. Trong hai đường xiên kẻ từ một điểm đến một đường thẳng, đường xiên nào lớn hơn thì hình chiếu nó lớn hơn và ngược lại. Còn nếu như hai đường xiên bằng nhau thì hai hình chiếu bằng nhau và hai hình chiếu và ngược lại. Nếu hai hình chiếu bằng nhau thì hai đường xiên đó bằng nhau. Đây chính là hai định lý trong cái bài số 2, mối liên hệ giữa đường vuông góc, đường xiên và hình chiếu. Thì tụi con đọc và hiểu nó. Bây giờ thầy mời tụi con bước qua bài kế tiếp. Bất đẳng thức trong tam giác. Đi để cô động lại, thầy nêu lên cái tổng quát, đó là trong một tam giác, độ dài một cạnh nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh còn lại và lớn hơn hiệu của chúng. Bây giờ trong cái tam giác ABC có ba cạnh AB, AC và BC thì độ dài cạnh AB sẽ nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh còn lại, nhưng nó sẽ lớn hơn hiệu của chúng. Chú ý trong cái phần hiệu thì chúng ta sẽ ưu tiên chọn là cái cạnh lớn trừ cho cạnh nhỏ, BC lớn hơn AC. Nhớ ha, khi mà xét đến cái bất đẳng thức hiệu thì chúng ta lấy lớn trừ nhỏ. Tương tự như vậy, AC sẽ nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh còn lại là BC cộng AB và lớn hơn hiệu của chúng, và tương tự cho BC. Bây giờ chúng ta sẽ vận dụng cái bất đẳng thức, cái kiến thức của bất đẳng thức trong tam giác này vào trong các phần bài tập. Mời tụi con bước vào phần bài tập. Bài tập số 15, trang 63 sách giáo khoa, dựa vào bất đẳng thức tam giác, chúng ta kiểm tra xem bộ ba nào sau đây không thể là ba cạnh của tam giác. Trường hợp còn lại, hãy vẽ tam giác, có nghĩa là trường hợp còn lại là trường hợp có thể là ba cạnh của tam giác thì chúng ta phải vẽ tam giác đó ra. Bây giờ câu A,
đó là 2cm, 3cm, 4cm. Đây là độ dài 3 đoạn thẳng mà tam giác mà đề bài đã cho. Thì bây giờ để làm cái này thì chúng ta sẽ dựa vào cái bất đặc thức tổng. Độ dài một cạnh thì nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh còn lại. Bây giờ chúng ta sẽ chọn ra cái cạnh lớn nhất là cạnh 4cm này. Chúng ta xét cái bất đặc thức này với lại tổng của độ dài hai cạnh còn lại như thế nào? Thì chúng ta thấy 4 thì nhỏ hơn 2 cộng 3. Điều đó đúng hay sai? Nó đương nhiên đúng rồi. 4 nhỏ hơn 5. Vậy chúng ta thấy ta có được một bất đặc thức đúng. Vậy ba đoạn thẳng này có thể là ba cạnh của tam giác. Khi nó là ba cạnh của tam giác rồi thì chúng ta có thể vẽ hình ra. Bây giờ thầy nhắc lại cái cách vẽ hình cho tụi con xem. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn cạnh lớn nhất 4cm, chúng ta vẽ ra AB bằng 4cm. Tụi con ráng chịu khó nhìn. Ở đây chúng ta có 4 cái đoạn thẳng nhỏ thầy chia ra. Như vậy tượng trưng cho 4cm. Sau đó thầy cần xác định một cái điểm C, sao cho điểm C này cách điểm A này có khoảng cách bằng 3cm và cách B này với một khoảng bằng 2cm. Thì để làm được điều đó thì chúng ta phải sử dụng dụng cụ là cái compa. Chúng ta lấy cái compa đặt A làm tâm và mở cái bán kính nó ra bằng 3cm. Chúng ta vẽ một đường tròn tâm A bán kính 3cm. Ở đây thầy biểu diễn là cái cung này 3cm. Tiếp tục như vậy, lấy B làm tâm, vẽ một cái đường tròn có bán kính bằng 2cm. Như vậy ta được một cái cung 2cm như sau. Hai cái cung này cắt nhau tại một điểm và ta đặt đó là điểm C. Nói A với C và B với C thì ta sẽ được cái tam giác ABC có độ dài như trên. 2cm, 3cm và 4cm. Như vậy là chúng ta đã vẽ xong. Bây giờ chúng ta bước qua cung B. Ví dụ B có 3 đoạn thẳng 1cm, 2cm, 3,5cm. Bây giờ chúng ta xét coi 3 đoạn thẳng này có là 3 cạnh của tam giác hay không. Thì chúng ta cũng dựa trên bất đặc thức tổng, không mất tính tổng quát, chúng ta sẽ chọn ra cái cạnh lớn nhất, cái đoạn thẳng lớn nhất là 3,5cm. Ta xét xem nó như thế nào đối với 1cm, 2cm, cộng cho 2cm. Thì 3,5cm nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh còn lại là nhỏ hơn 1 cộng 2cm. Điều này đúng hay sai? Sai rồi các em, 3,5 làm sao nhỏ hơn 1 cộng 2 là 3 được. Như vậy, bất đặc thức tổng trong cái trường hợp câu B này sai. Vậy ba đoạn thẳng này không là ba cạnh của tam giác. Không là ba cạnh của tam giác thì chúng ta không cần phải vẽ. Chúng ta bước qua trường hợp câu C. 2,2cm, 2cm và 4,2cm. Câu A, câu B chúng ta đã xét về tổng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua xét về hiệu. Không mất tính tổng quát, khi xét về hiệu chúng ta sẽ chọn cái cạnh nhỏ nhất là 2cm. Nó có lớn hơn 4,2, hiệu độ dài hai cạnh còn lại hay không? 4,2 trừ 2,2. 2cm lớn hơn 4,2cm, 4,2 trừ cho 2,2. Điều này đúng hay sai? Sai rồi các em. 2 lớn hơn 4,2 trừ cho 2,2. Đây là một bất đặc thức sai. Nên ba đoạn thẳng này không là ba cạnh của tam giác và chúng ta không cần phải vẽ nó ra. Bây giờ chúng ta bước tiếp qua bài tập 22 sách giáo khoa trang 64. Chúng ta đọc đề. Có 3 thành phố A, B, C. Đề bài đã cho hình vẽ như trên. AC bằng 3cm và AB bằng 9cm. Ở câu A, nếu đặt C, nếu đặt tại C, nhà máy phát sóng truyền thanh có bán kính 60km thì thành phố B có nhận được hay không? Bây giờ để cho rõ hơn thì vẽ là cái hình AC 30, AB 90. Bây giờ chúng ta tiến hành vào bài câu A. Đặt tại C một cái nhà máy phát sóng thì phát sóng nó được trong như vậy cái nhà máy phát sóng này có bán kính là 60km. Vậy B này có nhận được hay không? Bây giờ phán đoán ha, chúng ta
Để phán đoán cho đúng thì chúng ta đòi hỏi chúng ta phải vẽ hình cho nó chính xác. Bây giờ thầy đặt tại C, lấy C làm tâm, thầy vẽ một cái cung tròn có bán kính bằng 60. Thì mà bằng trực giác chúng ta thấy thành phố B này nằm ngoài cái đường tròn này. Như vậy, theo cái trực giác mách bảo chúng ta biết rằng là B không có nhận được sóng. Nhưng mà chúng ta không thể nào vẽ hình và trình bày bài giải như vậy, mà chúng ta phải trình bày ra bằng cái lý luận đàng hoàng. À, như vậy chúng ta dựa vào bất đẳng thức tam giác. Do BC này nó lớn hơn hiệu độ dài hai cạnh còn lại, là lớn hơn AB trừ cho AC. Do đó BC này sẽ lớn hơn 90 trừ cho 30 là lớn hơn 60. Như vậy điều đó có nghĩa là B cách C một khoảng lớn hơn 60 km. Vậy nếu đặt tại C nhà máy phát thanh có bán kính là 60 thì B không nhận được sóng truyền thanh. Bây giờ qua đến câu B cũng câu hỏi tương tự như vậy. Nhưng mà lúc này người ta sẽ đặt tại C một cái nhà máy phát thanh có sóng có bán kính sóng là bằng 120 km, thì B có nhận được sóng hay không? Bây giờ chúng ta cũng phán đoán bằng cách là lấy C làm tâm, vẽ một cái đường tròn có bán kính bằng 120. Thì chúng ta thấy cái đường tròn này nó bao phủ luôn cả vị trí của điểm B. À, như vậy bằng cách phán đoán thì chúng ta thấy thành phố B này nhận được sóng. Bây giờ chúng ta phải sử dụng kiến thức đã học để lý giải bài toán, chứ không thể nào bằng phương pháp vẽ hình rồi. Bây giờ chúng ta biết rằng là BC này nó sẽ như thế nào các em? Nó sẽ nhỏ hơn tổng độ dài hai cạnh còn lại, là nhỏ hơn AB cộng cho AC. Như vậy BC sẽ nhỏ hơn 90 cộng 30, vậy BC sẽ nhỏ hơn 120. BC mà nhỏ hơn 120 km có nghĩa là B cách C một khoảng ít hơn 120 km. Vậy phát sóng, đặt cái phát sóng có bán kính 120, vậy B nhận được rồi. Ta lại có bài giải câu B. Như vậy là thầy đã đi qua hai cái phần bài tập của cái bài số 3, đó là bất đẳng thức tam giác. Tụi con chú ý ghi chép bài giải, đọc cho kỹ, hiểu cho rõ. Thì nội dung bài học ngày hôm nay đến đây là hết. Và tụi con chú ý về nhà làm bài tập 16, 19, trang 63 sách giáo khoa. Làm xong, nộp về địa chỉ email hoặc các group mà các giáo viên bộ môn đã thông báo cho tụi con. Tụi con chú ý coi kỹ các phần bài học trực tuyến để chúng ta chuẩn bị có những cái bài kiểm tra về sau này. Chào tạm biệt tụi con. Chúc tụi con cùng gia đình có nhiều sức khỏe và hạnh phúc.